xả xài hiệu quả hơn trước thuốc. Trong các bài thuốc dân gian chữa bệnh cao xả xài hiệu quả, gừng là một trong những nguyên liệu đáng chú ý. Từ xa xưa, ông cha ta đã luôn tin tưởng dùng gừng để chữa các chứng bệnh đầy đủ tiêu hóa rất hiệu quả và an toàn. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy dùng gừng có tác dụng chữa bệnh đau dạ dày, viêm lết dạ dày tá tràng hiệu quả mà không cần dùng đến các loại thuốc, nhất là không thể gây ra tác dụng phụ. Cùng tham khảo một số cách dùng gừng chữa đau dạ dày hiệu quả qua kinh nghiệm dưới đây để áp dụng chữa trị bệnh cho mình các bạn nhé. Công dụng chữa bệnh đau dạ dày từ gừng: không chỉ là một loại gia vị, từ lâu gừng đã được sử dụng như một vị thuốc dân gian và trong đông y dùng để chữa trị nhiều căn bệnh hiệu quả. Theo đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm đau rất tốt nên thường được dùng cho các trường hợp gặp phải các vấn đề về bệnh đường tiêu hóa, hô hấp. Trong dân gian thường dùng gừng để khắc phục chứng khó tiêu, đầy bụng, do rối loạn tiêu hóa, chống buồn nôn, sai tỏa xe rất hiệu nghiệm. Các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy trong gừng có chứa các chất như terpen và oleoresin có tác dụng sát trùng, chống viêm, giảm đau rất tốt và được coi như chất kháng sinh tự nhiên mà hoàn toàn không có tác dụng phụ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra rằng vị cay đắng của gừng tươi có các phức hợp như 6-sinipirol, methadone, còn gọi là amidone, gingerol, có tác dụng ức chế hình thành protagana và tác dụng lợi mật rất mạnh. Dùng gừng có tác dụng chống lại chứng buồn nôn, rối loạn tiêu hóa rất hiệu nghiệm. Cách chữa bệnh đau dạ dày bằng gừng hiệu quả: đối với người bệnh đau dạ dày thường xuyên gặp phải các triệu chứng như buồn nôn, chán ăn, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, có thể dùng một trong số các bài thuốc từ gừng để chữa trị hiệu quả như sau. Thứ nhất, uống trà gừng. Cách này rất đơn giản, vào mỗi sáng khi uống trà, bạn nên cho vài lát gừng tươi vào uống cùng. Thực hiện đều như vậy sẽ giúp tránh được các biểu hiện như buồn nôn, nhất là các cơn đau dạ dày hành hạ. Thứ hai, dùng gừng ngâm giấm. Bạn lấy gừng tươi đem rửa sạch, để cả vỏ, cắt thành từng lát mỏng rồi cho vào một chiếc lọ thủy tinh. Sau đó đổ một giấm gạo vào, ngâm trong khoảng 7 ngày là có thể dùng được. Gừng ngâm giấm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo, có thể để trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi khi lên cơn đau dạ dày, bạn nên ăn từ 2 đến 4 lát gừng thì cơn đau sẽ dịu lại. Bên cạnh đó, ăn gừng cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn chặn những rối loạn tiêu hóa có thể xảy ra. Thứ ba, dùng nước gừng, chanh và mật ong. Dùng gừng tươi ép lấy nước cốt và nước cốt chanh tươi pha cùng một cốc nước, sau đó thêm một thìa mật ong vào. Quấy đều rồi uống đều đặn mỗi sáng, dạ dày của bạn sẽ gần như không có biểu hiện đau nữa. Dùng gừng làm thuốc chữa đau dạ dày rất hiệu quả, tiện lợi. Tuy nhiên, để đảm bảo tuyệt đối an toàn và hiệu quả cao khi sử dụng, người bệnh cũng cần chú ý tới một số điểm như sau. Bạn không nên dùng gừng với napirin và formalin, phải cách xa 4 giờ. Trường hợp bị ho ra máu, băng huyết, chảy máu cam, trĩ chảy máu thì không nên dùng gừng. Người cảm nắng, vã mồ hôi, sốt cao, không rét thì không được dùng. Người bệnh tiểu đường, tim mạch, phụ nữ mang thai không dùng nhiều gừng và kéo dài. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Tech Qua Tri Thức.